Hai, ba con mực là gì? Tưởng là phép đếm nhưng thực chất, hai, ba con mực là cách thể hiện tình yêu kiểu mới của Gen Z. Cụm từ hai, ba con mực lần đầu xuất hiện vào cuối tháng 9, mở đầu cho bài hát Anh yêu em cực của rapper Linh Thộn và Minh Vũ. Trong đó, đoạn nhạc hai, ba con mực, anh yêu em, cực, ba trai tăng lực, yêu em căng cực khiến các khán giả Gen Z cảm thấy thích thú nhất. Ngay lập tức, một số bạn trẻ đã quay video cùng với người yêu hoặc vợ, chồng mình và nhép lại câu hát này, đồng thời thể hiện những hành động tình cảm, ngọt ngào trong clip. Một số khác lại hưởng ứng trào lưu bằng cách gieo vần thơ 4 chữ sao cho hợp với câu mở đầu 2, ba con mực. Những phiên bản được biến tấu này cho thấy sức sáng tạo cũng như sự hài hước của giới trẻ như 2, ba con mực, đi làm rất bực, 2, ba con mực, một đống tiêu cực. Ở một số trường hợp khác, Gen Z thay con mực thành những loài động vật khác như con cóc, con chồn, con heo. Sau đó, họ sáng tác câu thơ thứ 2 sao cho gieo vần phù hợp.